Vì lo sợ không gian khép kín sẽ bị lây nhiễm dịch bệnh, cho nên việc tổ chức hôn lễ ngoài trời rất được ưa chuộng. Khách sạn ở Cao Hùng này chuyên tổ chức hôn lễ ngoài trời. Trước sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, có rất nhiều người đến xin tư vấn. Nơi này rộng rãi, thoáng mát và chủ yếu là thông gió. Khi hoàng hôn buông xuống, khách mời cũng dần dần vào vị trí, không cần phải chen chúc trong không gian khép kín là một sự lựa chọn tốt cho cô dâu chú rể. Tại vì do dịch bệnh cho nên gần đây có rất nhiều người muốn tổ chức hôn lễ ngoài trời, số người đến xin tư vấn tăng khoảng 30%. Do lo sợ nhiễm bệnh cho nên cô dâu chú rể chọn ngoài trời làm nơi tổ chức hôn lễ, như thế là có thể khiến cho khách mời yên tâm. Để quảng bá hôn lễ ngoài trời, chính quyền thành phố Đài Nam còn đặc biệt giới thiệu 12 món quà cưới giống như quà cưới của siêu mẫu Lâm Chi Linh. Chúng tôi nhân cơ hội này để tiếp thị Đài Nam và đặc sản địa phương, một mặt là cũng giới thiệu các địa điểm tổ chức hôn lễ ngoài trời của thành phố Đài Nam. Lên kế hoạch đám cưới là phải bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc, chỉ mong muốn được tổ chức suôn sẻ, không sợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh,